Cái xếp của Lý Hương ở phía sau nó có cái màu xanh như thế này nha, nó đậm góc như thế này. Cái này rất tốt để chúng ta đứng lên trước khi mà chúng ta bắt đầu là mua tranh hay là khoan tường gì đấy, để trang trí thêm cái phòng của mình. Cái thẻ này là xong cái băng keo, cái đứng dần thôi. Lý Hương làm được tới bên đây rồi. Lý Hương đã đứng được khoảng như thế này rồi, tiếp tục ha quý vị. Bao nhiêu khung tranh kích thước bao nhiêu đó, sẽ đứng ở ngay vị trí nào là chúng ta hình dung sẵn hết rồi. Chỉ còn đi ra mua những cái khung tranh rồi sau đó thì chọn những bức tranh chúng ta yêu thích, hoặc là lên máy computer của mình lọc ra những cái bức tranh nào mà ngày xưa mình thích, mình chụp ở đâu đấy, đúng không? Thì cái này rất là dễ, để cho mình đứng lên nè, đúng không? Cần ít bông keo nữa. Decoration. Bây giờ là gần 3 giờ quý vị, 2 giờ 40. Lý Hương đã đi mua tranh này quý vị. Khung tranh về đây. Khoe quý vị nha. 10 cái em này. Hồi nãy mình đo cái đĩa CD á. Ở quên lộn, 7 em thôi. Đĩa CD á là nó là dạng vuông vuông ha. Là 12, 14. Còn cái đây của Lý Hương là 10, 15 đây quý vị. Sẽ để như thế này ha. Đấy, đẹp chưa nè. Như thế này, như thế này, như thế này. Rải đều qua 7 bạn như này. Rồi 1 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7. Mỗi em như vậy thì nó có giá là, ở đây là có thể là treo ngang nè, ở đây là thường là treo ngang không ha. Đó, cái loại này thì treo ngang thôi.
Mỗi em như vậy là có giá là 40.000. 7 em 74 là 280 ha. Đấy. Rồi tiếp cái em này. Rồi em to ở bên đây. Thì em này có thể treo là ngang hoặc là dọc hoặc là ngang ha. Đấy thì em này thì Hương định là treo ở trên ngay cái chỗ đây. Đấy, trên tường này. Wow. Đây quý vị. Ha. Đấy. Em này là 30-40. 30cm, 40cm. Tức là 3 tấc, 4 tấc đó. Và em đó có giá là 100.000. Thì nguyên cái tổng bên đây là 200, 280 với lại 100 bên kia là coi như là 380 đúng không? Mà đi hơn được giảm 20.000. Còn ở đây là những cái miếng mà hít lên tường để treo đồ nè. Thì Lý Hương thấy là cái loại này thì có thể là hít lên để treo, nhưng mà tưởng là chỉ có cái cục mũ này thôi, nhưng mà không phải, nguyên một cái bệ này luôn quý vị ạ. Đấy, dán lên để treo đồ. Thì Lý Hương mua coi có gì nhà mà trang trí treo đâu thì treo thôi. Đấy, có cây, có biển nè, có biển, có trái tim ha, với lại một cái dạng là không như thế này. Đấy, thì hai em này thì có giá là nhiêu nhỉ? 24, còn bốn em này thì mỗi em 5.000, thì có giá là 20 với 24 là 44.000. Và đây là cái búa Lý Hương mượn. Trời ơi, nhà không có cái búa đóng đinh rồi, cái nhà thấy không, cái búa đóng đinh nè, thiệt đúng là hàng cổ luôn vậy. Rồi ở đây thì Lý Hương chọn cái hình thức là đóng đinh ha. Thì để đóng đinh như vậy đó thì mình phải canh rất là cẩn thận. Rồi bây giờ Lý Hương quay về cái view màu tường sáng nha. Đó là cái khoảng là đã dọc tôi ta cái gì nếu mà
sáng ra cái này đây quý vị ơi. Xong rồi, bây giờ gần 6 giờ quý vị. Rồi. Gần 6 giờ rồi ha. Miếng canh được treo lên bằng chắc là khoan vô tường thì cái tường nó sẽ đỡ bị gọi là đau ha, đóng muối vô nó tức tử quá, khoan thì đỡ hơn. Giờ sẽ đi làm dọn dẹp. Đấy, nói chung là lên hình như này, nhưng mà sau tự nhiên khi mà lên như thế này mới thôi, cái muốn là xịt nó thành cái khung trắng cho nó nhẹ bớt đó. Lúc đầu thì mình định nhấn là cho tùng một màu đen, mà bây giờ thì với lại cái này nó cũng không phải là cái màu đen nữa á, nó là màu nâu ha. Đấy. Được không quý vị? Bây giờ chơi nó khoảng vài ngày đi, nếu như mà mình thích thì mình lấy cái xịt xịt lên, tháo những cái khung, tháo rời những cái khung này ra, tháo trứng ra, sau đó mình sẽ xịt ở xung quanh rồi mình sẽ để lên. Nếu muốn là cái khung nó màu trắng như thế này nó làm ẩm vô ở bên sau bên cái nền luôn, rồi chỉ những bức tranh nó lộ ra. Nhưng mà thôi bây giờ mình cứ chơi thử một vài bức tranh. Và vật lộn từ mình sáng tới giờ cho tới giờ này được thành phẩm như này rất vui vẻ. Và cả nhà mình nhìn video tiếp theo nha. Bye bye. Tắt đây. Yeah. Sau khi Lý Hương lên nguyên cái khung như vậy á, thì thấy cái màu đen này nó hơi làm cho cái phòng tối quý vị ạ. Và bây giờ Lý Hương phải xử lý nó thành cái khung trắng, đổi không được. Tại vì những cái khung đen này á, là cái hàng mà mình đặt làm á, nhỏ như thế này A4 thì còn dễ để gom lại, còn riêng những cái khung này thì rất là khó quý vị. Nên bây giờ Lý Hương phải làm động tác đó là xịt để là hai cái loại sơn. Theo như chị chủ quán á, chị chỉ á, là được chị hỏi chồng chị luôn. Đấy là muốn xịt đó là đầu tiên mình phải xịt cái sơn gọi là sơn xám là silver này trước. Sau đó mình phải phủ một cái lớp trắng thì nguyên cái này nó sẽ trở thành trắng thôi. Thì bây giờ để làm thì đầu tiên mình phải gỉ hết tất cả những cái nút này ra, rồi cái hậu phía sau và kính để mình chỉ xịt toàn bộ lên đây thôi, sao cho đẹp nhất. Nó đang đẹp lung linh như thế này nè, nhưng mà để cái này mà nguyên một cái khối lượng như thế này lên tường á thì cái tường mình sẽ trở thành nó rất là nặng nề. Đấy, và giờ Lý Hương quyết định là làm xịt ngày hôm nay, mất được nửa ngày nữa để xịt cái phần này để cho xong luôn. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Đây quý vị ơi, Lý Hương sẽ tháo ra như thế này thì xịt á. Ở đây thì xịt coi như là ba mặt ha. Mình sẽ cầm và mình xịt. Có thể là mình sẽ lấy mình treo lên như thế này. Đấy. Ha, cơ bản là như vậy. Tiếp tục tháo ra nè. Mở ra đây. Ở trên đây cái khóe của nó đập nó gập rất là sâu nên mình phải giấy dít mở ra như thế này. Nữ mà ốc dít chìm lum hết quý vị, không có nam không là vấn đề ha. Không là vấn đề, nhưng mà có thì tốt hơn. Rồi mở ra đây dễ lắm, rất là dễ ha. Kiến và giấy cắt rất là sắc quý vị ạ. Rồi tách riêng ra mỗi thứ một bên. Đấy, rồi bây giờ thì tiếp tục mở thôi. Thử này xịt khó lắm á, xịt không dễ đâu, xịt mà để cho nó đều á. Đấy, giờ phải đeo khẩu trang vô quý vị ơi. Xịt đúng không? Bây giờ Lý Hương sẽ làm thử xịt cầm như này mà chuẩn bị sẵn cái này rồi, xíu nữa chúng ta để lại như này. Cái trang này nó chỉ treo được là bằng khách này thôi, không có treo đứng ha, đứng như này không có. Ủa,
trước mắt là mình phải phủ một lớp silver trước như này nè. Đúng không? Đấy. Rồi sau đó mình sẽ xịt ha. Mình nghĩ cái này là phải cần một cái cọng dây để cho nó thao tác nó gọn hơn, để mình lọc những cái khúc này nữa, nên là mình phải kẹp đó. Cho mình mượn cọng dây đi. Giờ Lý Hương sẽ cột cho nó super luôn á, trắng luôn để thao tác mình nó dễ hơn. Con nhà nghề mà quý vị cứ lấp lấp vậy á, từng cái hạt nó sẽ bắn vô chặt, nó không có bị chảy, con chanh mình nó sẽ đẹp ha. Mình mà tụt mạnh quá này nó ra như vậy, để xịt trước nè, giữ phong độ. Quý vị vô đây, phong độ của Lý Hương đang chưa có ổn định lắm. Cơ bản vậy là nhìn cái khung nó đã đẹp lên rồi đúng không? Đây nữa quý vị. Quyệt. Nào, Tự Nguyện quay nào. Loay. Loay nào. Đấy. Để cho Lý Hiền nó quay dễ. Xíu cho Lý Hiền được tập mấy cái khung ở phía sau. Bạn đấy vô, bạn lấy việc chắc tà lay ở trong đây thấy không tự tin chút nào. Tự tin không? Không à. Gì làm không tự tin nè, cái này tôi tới cũng lần đầu tiên á. Lớp rất là mỏng không quý vị? Càng mỏng nó bám càng mịn ha, không có bị chảy ha quý vị.
đâu. Ok rồi, cho chúng mày tự khô đấy. Ê, bây giờ chuẩn bị cái chai này nè, mới cái xong cái chai này thôi. Chai này màu sáng cái gì cái này á. Rồi để đây còn chắc được 2/3 rồi, dư đi ăn thôi. Sau khi ăn sáng no nơi đủ quý vị ơi, bây giờ tiếp tục ha, thử cái chai xương trắng này lên, càng lắc nhiều. Cái khi á mà cái này là cái không gian á, bây giờ nó rất là nhẹ, nhẹ hơn cậu cái này còn có cái này lên làm một đi thì cái này nó còn có 1/7 ở đó. Vì khi á, cái không gian của nó nhiều như vậy nè, cái phun nó ra rất là mịn, không gian đầu nuốt không ngủ gì. Ăn nước không à. Rồi giờ Lý Hương sẽ làm luôn cái đầu tiên là cái gì nhỉ? Cái miếng đầu tiên là cái miếng này. Thank you.
là nó nhiễu vậy nó còn đỡ, chứ mà nó mà để nó lộn quặn lộn quặn nó xấu hơn. Mặt này mới là mặt chính à. Giờ nhìn thấy cái này là muốn treo lên tường hơn luôn đó nha. Để giờ vô treo thử trên tường đó quý vị, không là xịt hai thằng này qua cái màu này luôn đi. Trời vơ, nhìn nó đẹp. Mà bên đây sao nó dày quá. Chắc giờ lên hết khung luôn mới thấy nha. Thank you.